sẽ làm chúng ta có những cái kiểu tóc mà nó uốn uốn cong cong. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Thông giới thiệu cho cả nhà mình một cái máy gọi là uốn tóc ha. Thì sản phẩm này đặc thù dành cho chị em phụ nữ ha. Nên anh em nào đang xem video thì có thể tham khảo, có thể giới thiệu cho chị nhà mình nghiên cứu sử dụng. Đấy, sản phẩm này dùng ngay tại nhà luôn, nên rất là tiện. Đây, nó được thiết kế như thế này ha. Nó có vài màu, nhưng hiện tại chúng ta đang có trên tay là một cái màu xanh nha. Trên đây có màu xanh ha. Sản phẩm đi kèm nó có cái lược đó nè. Rồi có một vài cái kẹp tóc nè, ba cái kẹp tóc ha. Màu hồng rất xinh đẹp luôn. Rồi có cái lược ha. Đây, đây là sản phẩm chính của nó đây. Đó. Đây là có nút nguồn ha. Ở đây nó có cái mức nhiệt độ. Đây nè, lấy rõ hơn nè. Mức nhiệt độ ha, 170 độ C, 190 độ C và 210 độ C. Rồi, tí nữa tâm kim điện vào thì chúng ta sẽ thấy nó như thế nào. Đây nó có thể xoay được vậy ha. Nó có thể cái chu điện nó thể xoay thế này luôn nè, nó xoay tròn tròn ha. Rất là tiện khi chúng ta cầm, chúng ta uốn tóc, dụi tóc. Tóc chúng ta sẽ để những cái lọn tóc vào đây và chúng ta sẽ quay ha. Đây nè. Dây điện rất là chắc chắn luôn nha, dây điện liền luôn nè. Đó. Dẻo lắm, dây điện dẻo nhìn cầm đã tay lắm. Rồi bây giờ tâm sẽ cắm điện vào. Điện này điện 220V nha, điện đình mình sử dụng á, gia đình sử dụng á. Đó. Thấy chưa? Rồi bấm nguồn nè. Đó, chúng ta có thể bấm nút nguồn để cân chỉnh nhiệt độ nè, thấy không? Đây chính là nhiệt độ để nó gia nhiệt cho cái bộ phận làm nóng để dụi tóc, để xin lỗi để uốn tóc ha. Nó làm nóng đây và đây nó cũng có khả năng xoay được về luôn nè. Nè mình thấy không? Nó xoay ha. Từ khi chúng ta đúng là cầm thì nó sẽ xoay. Đây chúng ta sẽ xoay nè. Đó, chúng ta có thể quay nè, quay trái quay phải nè. Đó, chúng ta để những búi tóc vào á, chúng ta sẽ xoay. Đó, xoay. Xoay xoay. Để cái lọn tóc vào đây xoay thì nó sẽ tóc mình sẽ bị uốn cong theo cái hướng xoay của mình. Thì như vậy thì là sẽ làm chúng ta có những cái kiểu tóc mà nó uốn uốn cong cong. Một cái lưu ý về an toàn điện, mình xin lưu ý đây là sản phẩm dành cho người lớn, không dùng cho trẻ em. Vì bộ phận này, bộ phận màu này thì nó không nóng nha, nhưng bộ phận màu xám xám đây là nó nóng. Nó nóng tới có thể phỏng tay nha. Nên anh chị em mình lưu ý khi sử dụng và không để tóc dí quá lâu vào bộ phận này mà chúng ta không xoay. Chúng ta phải xoay nha, bật nguồn lên. À xin lỗi, tắt điện rồi. Thì chúng ta phải xoay cho tóc nó được di chuyển đều, chứ nó nằm một tại một chỗ hoài thì tóc nó sẽ bị hư tổn ha. Thì chúng ta phải xoay. Đó, xoay liên tục ha. Nên như vậy. Và các nhiệt độ này chúng ta có thể chỉnh được, do đó hãy chỉnh đúng cái nhiệt độ mà chúng ta mong muốn, hoặc chúng ta cảm thấy tóc chúng ta ok rồi thì chúng ta chỉnh nó nhiệt độ thấp thôi. Nếu chúng ta dạng cứng ráp quá thì chúng ta để nhiệt độ cao hơn. Và đặc biệt tránh xa tầm tay trẻ em nha. Thì cơ bản thì Tâm hướng dẫn cách sử dụng sơ bộ vậy thôi. Còn các chị em mình có thể sẽ rành hơn và có thể tham khảo thêm nhiều cái video hướng dẫn sử dụng khác trên kênh YouTube. Đấy. Thì cảm ơn anh chị em mình đã xem video nha.